Kính chào quý vị, rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay Chủ nhật ngày 25 tháng 8 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu thủy sản. Đề xuất mở rộng 2 tuyến cao tốc, trong đó có tuyến Bến Lức Trung Lương lên 10 đến 12 làn xe. Pháp tăng cường an ninh tại các cơ sở Do Thái sau vụ nổ giáo đường Do Thái ở miền Nam. Thắng Manchester United, Brighton tạm chiếm ngôi nhì ngoại hạng Anh. Thưa quý vị, Việt Nam hiện là quốc gia đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu thủy sản, chỉ đứng sau Trung Quốc và Na Uy. Xuất khẩu thủy sản của nước ta hiện chiếm hơn 7% thị phần trên thị trường thế giới. Tính chung 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 5,32 tỷ đô la Mỹ, tăng 8% so với 7 tháng đầu năm ngoái. Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của nước ta, đạt 181,5 triệu đô la. Cục xuất nhập khẩu nhận định trong các tháng tới là giai đoạn các nhà nhập khẩu thủy sản tăng cường mua vào để chuẩn bị nguồn hàng cho các dịp lễ Tết và cuối năm. Do đó, thủy sản của Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội tăng xuất khẩu hơn nữa. Ngoài thủy sản, ngành gỗ Việt Nam cũng đang có tín hiệu khởi sắc. Tính trong 7 tháng đầu năm nay, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 8,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường hồi phục là yếu tố giúp ngành gỗ thoát khỏi giai đoạn đình trệ đơn hàng của năm 2023. Tuy có tăng trưởng nhưng thiếu bền vững, cùng với những thách thức từ cước phí, giá thành đến nhân công, ngành gỗ đang nỗ lực để về đích xuất khẩu năm nay. Tình hình xuất khẩu của doanh nghiệp này cải thiện dần từ đầu năm đến nay. Tình hình đơn hàng đã có tới tháng 10, tháng 11, cố gắng tăng ca, tăng giờ để làm kịp cái tiến độ xuất hàng. Từ giờ tới cuối năm thì công ty vẫn nỗ lực tìm kiếm thêm khách hàng. Dù tăng trưởng, nhưng ngành gỗ được nhận định là vẫn chưa bền vững. Các người Việt Nam lâu nay thì làm theo đơn đặt hàng của nhà mua hàng. Hiện nay cũng đang cố gắng có thiết kế riêng, dòng sản phẩm riêng mình để bán trực tiếp cho khách hàng. Công tác xúc tiến thương mại phải tăng cường để tiếp cận khách hàng nhiều hơn. Để tăng cái năng lực cạnh tranh thì phải giảm giá. Doanh nghiệp phải thay đổi rất nhiều. Tất nhiên ở đây là ba cái thay đổi trụ cột: công nghệ, giải pháp và quản trị. Ngành gỗ cũng đã tích cực chuyển đổi sản xuất sang mô hình giảm phát thải, đảm bảo sản xuất từ nguyên liệu bền vững có nguồn gốc, không khai thác gỗ từ nguồn gỗ bất hợp pháp. Nhu cầu tiêu thụ đồ nội thất tăng mạnh trong những tháng cuối năm là động lực thúc đẩy ngành gỗ đạt con số 17,5 tỷ đô la Mỹ của cả năm nay. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, hai tuyến cao tốc được Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất mở rộng lên thành 10 đến 12 làn xe, trong đó có tuyến Bến Lức Trung Lương. Cụ thể, tuyến cao tốc Bến Lức Trung Lương từ quy hoạch 6 làn xe thành 10 đến 12 làn. Trong đó, đoạn Bến Lức Vành đai 4 lên 12 làn, đoạn Vành đai 4 Trung Lương lên 10 làn. Hiện cao tốc này khai thác 4 làn xe. Tuyến còn lại là đoạn Pháp Vân Hà Nội Phú Thứ Hà Nam được đề xuất thay đổi từ quy hoạch 8 làn xe thành 10 đến 12 làn. Hiện cao tốc này có 6 làn xe. Ngoài ra, hai tuyến cao tốc Cần Thơ Cà Mau và Nội Bài Bắc Ninh Hạ Long được đề xuất điều chỉnh quy mô từ 4 lên 6 làn xe. Đây là các đề xuất được Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị lên Bộ Giao thông Vận tải trình Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thưa quý vị, khi con nước tràn đồng cũng là lúc người dân vùng đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp tất bật với sinh kế mùa nước nổi. Không chỉ khai thác các sản vật từ tự nhiên, những năm gần đây người dân cũng đã chủ động nuôi trồng để cung cấp theo nhu cầu ngày càng cao của thị trường, góp phần tăng thêm thu nhập. Đây là ao bông súng của ông Đoàn Văn Đông ở xã Bình Thạnh, thành phố Hồng Ngự, đang vào mùa khai thác. Hơn 10 năm trước, khi đi đặt lợp cua và nhổ bông súng ở các cánh đồng xa, ông đã nhổ loại bông súng thân xanh này về trồng trong ao nhà mình. Từ hiệu quả ban đầu, giờ đây ông Đông đã mở rộng và liên kết trồng hơn 20 ao bông súng để bán. Nếu chạy nước lên mà làm sao cho nó phải được 2 mét 5 là mướn cái hành đó là trồng mới đạt. Một bông súng mình nặng ký, hai là bông súng mình đẹp, là bạn hàng nó không có chê. Mỗi ký bông súng được giao có giá từ 10.000 đồng, riêng bông súng cuộn khoanh có giá 12.000 đồng một ký. Nếu làm xong là này cái này là 2 giờ là phải chuyển đi ạ, ra xe thành phố Ngự mình đưa xe tải đi Bình Dương đó. Trồng và bán bông súng góp phần khai thác hiệu quả lợi thế mùa nước nổi, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình của người dân vùng đầu nguồn Đồng Tháp.
Những ngày này, các tuyến phố phường của thủ đô Hà Nội đang được thay áo mới, hướng đến ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Hòa mình trong không khí này, những du khách nước ngoài cũng dành cho nơi đây sự trân trọng đặc biệt. Đây là lần đầu tiên những du khách này đến với Việt Nam. Họ tò mò thích thú khi bắt gặp những dãy cờ hoa và biểu ngữ dọc đường phố. Đây là hình ảnh mà tôi chưa từng được thấy ở đâu. Qua đó tôi thấy rõ được các bạn có một tình yêu to lớn đối với đất nước của mình. Tôi cũng vui theo và càng yêu đất nước của các bạn. Tại triển lãm về ngày Quốc khánh 2 tháng 9 nằm trên phố Tràng Tiền, du khách được chiêm ngưỡng những hình ảnh lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Thật thú vị khi được tìm hiểu về ngày Quốc khánh của các bạn, không những được nghe mà còn được nhìn thấy trực tiếp những hình ảnh tại đây. Tôi cảm thấy trân trọng lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc của các bạn. Tôi cũng muốn cho con gái tôi ra để thăm lăng Bác và trải nghiệm nhớ về những cái ngày lớn của đất nước mình. Không khí kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước đã lan tỏa khắp phố phường thủ đô Hà Nội. Đi dưới sắc đỏ, nhiều người dân và du khách quốc tế đều hân hoan cũng như khâm phục về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam. Trong phần an ninh trật tự, công an Tiền Giang truy tìm người đàn ông nghi nhảy cầu Rạch Miễu. Công an Bình Dương xác minh xử lý tài xế thản nhiên đậu xe ô tô giữa đường để đi mua đồ. Chương trình tiếp tục với phần tin an ninh trật tự. Thưa quý vị, tối qua người dân phát hiện một người đàn ông nghi nhảy cầu Rạch Miễu. Công an phường 6 thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang xác minh và truy tìm nạn nhân. Vào khoảng 18 giờ 30 phút tối qua, người dân lưu thông trên cầu Rạch Miễu phát hiện người đàn ông hơn 30 tuổi đang ngồi hút thuốc lá cạnh chiếc xe máy. Tuy nhiên không lâu sau đó, người dân không còn thấy người đàn ông này nên vội hô hoán, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, công an phường 6 thành phố Mỹ Tho phối hợp với đơn vị quản lý cầu Rạch Miễu tiếp cận hiện trường. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh đang dừng cạnh lan can thành cầu. Bên cạnh còn có một đôi dép, một điện thoại di động, một mũ bảo hiểm, một gói thuốc và quẹt ga. Công an đã tiến hành truy tìm người đàn ông nổi trên. Sáng ngày 24 tháng 8, một pha nhập làn cực kỳ ẩu vừa được camera hành trình ghi lại trên cao tốc đi qua Long An đã khiến nhiều người thót tim. Chiếc ô tô con bất ngờ chuyển làn từ làn dừng khẩn cấp sang làn đường chính một cách nguy hiểm, suýt va chạm trực diện với phương tiện đi ở làn đường bên cạnh. Rất may tài xế xe đi sau đã phản ứng nhanh nhạy, giúp tránh được một tai nạn thảm khốc. Cụ thể, trong đoạn video ghi lại từ camera hành trình của một ô tô khác, có thể thấy rõ chiếc ô tô con đang lưu thông trên làn dừng khẩn cấp, đèn cảnh báo vẫn đang bật. Tuy nhiên, bất ngờ chiếc xe này đã tăng tốc và chuyển làn một cách đột ngột, cắt ngang đầu một chiếc ô tô đang di chuyển trên làn đường bên cạnh. Rất may, chiếc ô tô có camera hành trình đã kịp thời thắng gấp và tránh được vụ tai nạn. Một điều may mắn nữa là không có phương tiện nào khác ở phía sau, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Sự việc này đã khiến nhiều người xem video không khỏi rùng mình và bức xúc trước hành vi liều lĩnh của tài xế ô tô con. Tai nạn giao thông trên cao tốc thường rất nghiêm trọng do tốc độ di chuyển cao. Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người dân. Để đảm bảo an toàn, các tài xế cần tuân thủ nghiêm túc quy định về khoảng cách an toàn, tín hiệu đèn và chỉ chuyển làn khi đã đảm bảo an toàn. Một sự việc gây bức xúc khác, thưa quý vị, trong khi hàng trăm người dân đang vội vã đi làm, đi học, thì một tài xế lại thản nhiên đậu xe ô tô giữa đường để đi mua đồ. Hành vi này không chỉ gây ảnh hưởng đến giao thông, mà còn thể hiện sự thiếu ý thức, coi thường luật pháp. Vụ việc xảy ra trên đường Huỳnh Văn Lũy, đoạn qua thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vào sáng qua. Theo đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, chiếc ô tô màu đen mang biển số Bình Dương đã đậu chắn ngang làn đường, ngay sát dãy phân cách trước đèn tín hiệu giao thông. Điều đáng nói là tài xế đã rời khỏi xe khá lâu, khiến giao thông tại khu vực này bị ùn tắc. Người dân đến kiểm tra thì phát hiện trong xe không có người. Khi thấy xe bị người dân quay video, tài xế đã xách túi đồ từ cửa hàng bên kia đường lên xe và rời khỏi hiện trường. Video chia sẻ khiến nhiều người dân bất bình trước hành vi thiếu trách nhiệm của tài xế này. Hiện công an thành phố Thủ Dầu Một đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật. Livestream đăng tải bài viết chia sẻ đường dẫn của một trang web đánh bạc trên nền tảng mạng xã hội. Công an tỉnh Tiền Giang vừa phát hiện trường hợp này và đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Giờ các tháng 6, 7, 8 năm 2024, công an phát hiện một phụ nữ đang sinh sống trên địa bàn xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, nhiều lần sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân để livestream và đăng tải bài viết nhằm mục đích chia sẻ đường dẫn của một trang web đánh bạc. Qua làm việc, người này thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết mỗi bài viết livestream chia sẻ tùy theo mức độ sẽ được trang web đánh bạc chi trả từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng. Căn cứ vào tính chất mức độ vi phạm, công an đã xử phạt người này 10 triệu đồng, buộc phải gỡ bỏ bài viết vi phạm và cam kết không tái phạm. Thêm một cảnh báo cho người dân, cần tìm hiểu kỹ nội dung trước khi đăng tải chia sẻ thông tin trên các trang mạng xã hội để tránh vi phạm pháp luật và không lan truyền thông tin tiêu cực trên mạng xã hội. Mâu thuẫn trong việc mua bán cá, đối tượng Huỳnh Hữu Kha đã thuê người hành hung tiểu thương tại cảng cá Tắc Cậu thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Công an đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích. Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng ngày 22 tháng 8, bà Tô Thị Tuyết Hằng, sinh năm 1962, đang bán cá tại khu cảng cá Tắc Cậu thì bị một nhóm đối tượng đến hành hung. Nhóm này giật đổ bàn để tiền, rồi dùng tay đánh vào mặt và người bà Hằng gây thương tích. Sau đó, cả nhóm bỏ đi ra ngoài, lên xe máy tẩu thoát. Qua điều tra, công an đã bắt giữ Huỳnh Hữu Kha, sinh năm 1998, ngụ huyện Châu Thành cùng 4 đối tượng khác. Kha thừa nhận do có mâu thuẫn với bà Hằng trong việc mua bán cá nên đã thuê người đến kiếm chuyện nhằm dằn mặt bà Hằng, gây thương tích cho nạn nhân. Xong việc, Kha đã trả tiền công tổng cộng 2 triệu đồng. Hiện công an huyện Châu Thành đang điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết đang triệu tập nhóm thanh niên ẩu đả đánh nhau trong đêm vì nghi bị dình đẻo khiến hai thanh niên bị thương. Vụ việc xảy ra vào khuya ngày 22 tháng 8 tại quán 24 giờ thuộc phường 3 thành phố Tây Ninh, giữa nhóm của Ngô Thuần Hậu 19 tuổi và nhóm của Lê Đặng Duy Tân 18 tuổi cùng ngụ thành phố Tây Ninh. Trong lúc mua đồ ăn, một bạn nữ nghi nhóm của Tân dình đẻo mình nên đã về kể lại cho nhóm của Hậu. Nhóm này mang theo mã tấu đến quán gặp nhóm của Tân. Tại đây, hai nhóm xảy ra xô xát, dùng vỏ chai bia và ly uống bia chọi nhau. Hậu cùng hai người khác cầm dao đuổi theo và chém liên tiếp vào người của Tân. Một người khác trong nhóm của Tân cũng bị chém gây thương tích. Sau thời gian lẩn trốn, các đối tượng đã bị công an lần theo dấu vết, triệu tập lấy lời khai, làm rõ vụ việc. Tang vật thu giữ gồm 4 xe máy, 3 cây mã tấu cùng một số đồ vật có liên quan. Hiện vụ việc đang được xử lý. Trong phần tin thế giới, Hàn Quốc nghiên cứu phát triển công nghệ chiết xuất nước uống từ không khí. Những màn trình diễn mãn nhãn tại lễ hội pháo hoa quốc tế Rostec Nga. Chiều ngày 24 tháng 8 giờ địa phương, một chiếc xe đã bốc cháy và phát nổ trong bãi đậu xe của một giáo đường Do Thái ở thị trấn La Rangmot, miền nam nước Pháp, làm một cảnh sát bị thương. Truyền thông địa phương cho biết ít nhất 2 chiếc xe đã bị đốt cháy trong bãi đậu xe của giáo đường Do Thái, trong đó có một chiếc chứa bình ga. Theo nhà chức trách địa phương, vụ việc là một cuộc tấn công có chủ đích và an ninh tại các cơ sở Do Thái trên khắp nước Pháp sẽ được tăng cường. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết cảnh sát đang truy lùng nghi phạm và văn phòng công tố chống khủng bố đã được giao phụ trách cuộc điều tra. Giống như các quốc gia ở châu Âu khác, nước Pháp chứng kiến sự gia tăng các vụ việc bài Do Thái trong bối cảnh xung đột căng thẳng ở Gaza. Hấp thụ độ ẩm trong không khí để tạo ra nước uống, công nghệ này đã được một nhóm nghiên cứu tại Hàn Quốc phát triển và được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết tình trạng thiếu nước tại nhiều quốc gia trên thế giới. Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Cơ khí Hàn Quốc đã phát triển công nghệ có thể sản xuất 2 lít nước uống trong vòng 24 giờ ở nhiệt độ 30 độ C và độ ẩm 80%. So với máy hút ẩm thông thường, hiệu suất năng lượng và tỷ lệ thu giữ độ ẩm cao gấp đôi. Chúng tôi lấy ý tưởng phát triển công nghệ này từ những đặc tính hút ẩm của rêu, ngay cả ở những vùng khô cằn không có nước, và đặc tính từ loài bọ cánh cứng có khả năng ngưng tụ nước từ không khí rất tốt. Sau khi hút không khí ẩm, thiết bị sẽ ngưng tụ chúng thành nước và tiến hành lọc để biến lượng nước này thành nước uống được. Thiết bị có thể loại bỏ được cả vi nhựa có kích thước nano. Bên cạnh thiết kế đê bàn, các nhà nghiên cứu cũng phát triển máy hấp thụ nước di động nặng chỉ 3 kg. Máy thu nước di động là hệ thống cung cấp nước cho mục đích quân sự, cắm trại hoặc đi du lịch trong các tình huống khẩn cấp. Các nhà nghiên cứu hy vọng công nghệ này có thể đáp ứng được nhu cầu về nước sạch. Theo Liên Hiệp Quốc, hơn 80 quốc gia đang đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng.
nghề thổi thủy tinh ở Afghanistan còn rất ít người theo. Những người thợ thủy tinh cổ truyền này cố gắng duy trì nghề vì sinh kế. Dù rất chật vật, nhưng họ cũng hy vọng bí quyết nghề sẽ được duy trì cho các thế hệ sau. Ông Gulan Shaki Saifi có xưởng thủy tinh ở gần Herat, thành phố lớn phía đông Afghanistan. Gia đình ông đã theo đuổi nghề thổi thủy tinh này từ hàng trăm năm qua. Tuy nhiên, ngày càng có ít khách hàng là du khách đến mua, nhất là sau đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó là sự cạnh tranh từ hàng thủy tinh giá rẻ nhập từ Trung Quốc. Chúng tôi cố gắng duy trì nghề cổ truyền. Nếu không tìm được người trẻ để truyền kinh nghiệm, thì nghề này sẽ mất đi vĩnh viễn. Dù khó, nhưng tôi vẫn hy vọng tìm được người trẻ để duy trì nghề cổ truyền. Hiện lò nấu thủy tinh của ông Saifi chỉ nổi lửa một lần một tháng để làm ra các mặt hàng như tách trà, đĩa ăn, hai chân đèn. Sau khi trừ chi phí, thu nhập hàng tháng của ông chỉ còn khoảng $30. Ngày trước khi công việc còn nhiều, các lò nấu thủy tinh dùng nguyên liệu là các thạch anh để nấu chảy làm ra thủy tinh. Nhưng hiện nay để giảm chi phí, người thợ dùng thủy tinh tái chế. Các sản phẩm xinh xắn này được gửi đến các cửa hàng ở Herat, hay thủ đô Kabul. Anime NYC, hội chợ giới thiệu về văn hóa và phim hoạt hình Nhật Bản, đang diễn ra tại thành phố New York của Mỹ. Ban tổ chức ước tính sự kiện năm nay sẽ thu hút lượng người tham gia cao nhất từ trước đến nay. Anime NYC không chỉ là nơi dành cho triển lãm liên quan đến phim hoạt hình Nhật Bản, mà còn có các hội thảo về buổi chiếu phim giới thiệu văn hóa Nhật Bản. Trong lần đầu tiên tổ chức vào năm 2017, sự kiện này đã thu hút khoảng 20.000 người tham gia. Chúng tôi dự kiến sẽ tiếp đón hơn 100.000 người trong cuối tuần này. Đây là con số lớn nhất từ trước đến nay. Anime có đa dạng thể loại, từ lãng mạn đến hành động, phiêu lưu đến khoa học viễn tưởng, nên mọi người đến đây đều sẽ tìm được thứ mình yêu thích. Cosplay là một trong những hoạt động được nhiều người hâm mộ yêu thích ở sự kiện này. Nhiều người còn tự tay may những bộ trang phục để hóa thân thành các nhân vật yêu thích. Tôi thích được hóa trang vì tôi thấy mình được tự do thể hiện bản thân. Tôi thấy tự tin hơn khi hóa thân thành người khác, nhưng đồng thời được thể hiện cá tính bản thân. Tôi còn được gặp những người cùng chung sở thích và trò chuyện với họ về sở thích này. Anime NYC năm nay sẽ khép lại vào ngày 25 tháng 8. Những con diều đủ hình dạng, màu sắc và kích cỡ xuất hiện dọc theo bờ biển đen của Bulgaria. Nơi đây đang diễn ra lễ hội diều mang tên Kỳ Quan Bầu Trời, thu hút đông đảo du khách và các đội thiết kế diều quốc tế tham gia. Từ sáng sớm, các câu lạc bộ diều quốc tế đã có mặt tại bãi biển của thị trấn Primorsko cùng những mô hình diều độc đáo khiến du khách không thể rời mắt. Tôi thiết kế diều thể thao. Những chiếc diều này đã được tôi thực hiện vào khoảng 2 năm trước. Chúng tôi đã cùng nhau lập một đội ở Bulgaria và Hy Lạp. Chúng tôi tự gọi mình là đội Nam Châm vì diều của chúng tôi thường nối lấy nhau. Bên cạnh đó, lễ hội cũng xuất hiện nhiều con diều chung chủ đề đại dương, như chiếc diều hình bạch tuộc khổng lồ và các sinh vật biển khác. Tôi đặt tên lễ hội là Kỳ Quan Bầu Trời vì người xem sẽ bắt gặp những điều kỳ thú, những con vật và nhân vật khác nhau trên bầu trời. Chẳng hạn như bạch tuộc thường ở dưới nước thì giờ đây xuất hiện trên không trung. Tôi bắt đầu thiết kế và làm diều vào năm 2011 và đó cũng là năm mà lễ hội này ra đời. Sau Primorsko, lễ hội sẽ lần lượt đến 3 địa điểm khác dọc bờ biển đen của Bulgaria và sẽ bế mạc vào ngày 1 tháng 9. Cuối tuần này, không khí tại trấn Suzdal, Nga trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi lễ hội pháo hoa quốc tế Rostec lần thứ 8 được tổ chức tại đây. Những màn trình diễn đầy màu sắc hòa với âm nhạc hoành tráng khiến du khách bị mê hoặc. Đây là lần đầu tiên lễ hội pháo hoa được tổ chức bên ngoài thủ đô Moscow nhằm kỷ niệm 1.000 năm thành lập thị trấn cổ Suzdal. Sự kiện quy tụ 6 đội pháo hoa từ các nước khác nhau, mỗi ngày có 3 đội trình diễn. Những màn trình diễn được thiết kế vô cùng kỹ lưỡng với nhiều khu, nhiều tầng khác nhau, chuyển động nhịp nhàng theo âm nhạc nhằm tối ưu hóa trải nghiệm của khán giả. Đây cũng là dịp các nước quảng bá văn hóa của nước mình thông qua những hình ảnh, màu sắc của pháo hoa. Ngoài chiêm ngưỡng pháo hoa, du khách đến với lễ hội cũng có thể tham gia nhiều trò chơi thú vị và thưởng thức đa dạng ẩm thực Nga. Nhóm biểu diễn nghệ thuật với Domino Hà Lan vừa xác lập kỷ lục thế giới mới bằng một công trình với số lượng quân cờ khổng lồ. Màn trình diễn gây ấn tượng với người xem nhờ vào thiết kế đẹp mắt và những màn thay đổi hình dạng thú vị. Ở loại hình nghệ thuật này, nhóm nghệ sĩ sẽ xếp các quân cờ domino với nhiều màu sắc khác nhau thành các hình vẽ khổng lồ. Sau đó, đẩy các đường dây domino cho chúng ngã đè lên nhau. Trong lúc ngã,
các bức tranh domino sẽ có những thay đổi về đường nét, màu sắc hoặc hoa văn gây thích thú. Đây là loại hình nghệ thuật yêu cầu cao về độ chuẩn xác cũng như sự chặt chẽ trong tạo hình. Màn trình diễn lần này sử dụng hơn 900.000 quân cờ domino kéo dài đến 10 phút. Màn trình diễn đã diễn ra suôn sẻ, chỉ có một quân cờ không đổ như kế hoạch, nhưng không gây ảnh hưởng đến tổng thể. Chúng tôi thực sự rất vui và tự hào. Hiện tại, nhóm đã lập kỷ lục mới về màn trình diễn nghiệp dư với nhiều quân cờ nhất. Tuy nhiên, so với màn trình diễn chuyên nghiệp, với con số kỷ lục là gần 4,5 triệu quân cờ, thì nhóm còn thua xa. Nhóm cho biết sẽ cố gắng đuổi kịp kỷ lục của màn trình diễn chuyên nghiệp trong thời gian sớm nhất. Các thông tin thể thao cập nhật. Thắng 2 trận đầu La Liga, Barcelona có màn khởi đầu thuận lợi. Và kết quả loạt trận bán kết của giải cầu lông Nhật Bản mở rộng. Thông tin thể thao vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều nay vào khung giờ quen thuộc 18:30 với những thông tin cập nhật trong ngày. Xin kính chào, tạm biệt.